đấy trở thành một bạn nữ. Đặc biệt có thể tóc vẫn giữ nguyên này nhưng một số bộ phận sẽ thay đổi. Bạn thân mến, nếu chuyển đổi giới tính thì có 3 vùng cần chuyển đổi. Một là vùng ngực, đó. Hai là vùng eo, ba là đoạn này. Bây giờ trước khi đi chuyển đổi thì Minh Công sẽ khám số đo 3 vòng của bạn ấy xem phần nào cần chuyển đổi. Các bạn hãy dành tặng cho bạn ấy tràng pháo tay thật đầu như nào. Đó. Rồi. Xin mời âm nhạc. Vòng thứ nhất là vòng ngực. Hôm nay khám thủ công nhỉ? Khám lại đo bằng găng tay thế này thì khám được. Vòng thứ nhất thế nào? Hơi lép ạ. Nói lại. Hơi lép ạ. Vòng thứ nhất hơi lép. Vâng. Tiếng Quảng Nam cho nên các bạn nghe không rõ mấy. Hơi lép. Lép là đương nhiên rồi. Tại vì bạn ấy là bạn trai. Cho nên là hơi lép vòng 1. Vòng 2. Rồi quả này ngon rồi. Vòng 2 thế nào? Nhiều mỡ lắm ạ. Nhiều mỡ. Nhiều mấy đâu. Không nhiều mỡ mấy. Eo của bạn này rất tròn. Nếu mà là bạn nữ thì nếu chưa cần chuyển đổi thì cũng đạt yêu cầu. Vùng thứ 3. Vùng mông. Vùng mông thế nào? Lớn ạ. Vùng mông chuẩn. Vùng eo thì tạm được. Vùng mông thì lép quá. Vùng mông thì chuẩn. Theo các bạn nào chuyển đổi cho bạn Phúc, vùng nào nào? Vòng mấy ạ? Vòng 1 đúng không? Ai yêu cầu chuyển đổi vòng 1? Mở một chào bóng tay theo nhé ạ. Cái vùng này là vùng rõ nhất này. Đó. Bây giờ sẽ kéo khóa xuống. Đó. Bạn Phúc đứng im. Bây giờ Minh Công sẽ dùng những khả năng rất đặc biệt của mình để chuyển đổi vòng 1 cho bạn Phúc. Sau khi chuyển đổi vòng 1 xong, giọng nói thay đổi, giới tính sẽ thay đổi 50%. Để chuyển đổi thành công một người chuyển thành khác giới thì rất nhiều công đoạn khác nhau và phải mất rất nhiều thời gian. Hôm nay năm đầu tiên trung tâm về trường sẽ chuyển đổi cho bạn Phúc vòng 1 để chuẩn trở thành một bạn nữ. Còn vòng 2 và vòng 3 mỗi năm chuyển đổi một vòng. Nếu trung tâm có cơ hội trở về đây năm sau tiếp tục chuyển đổi cho các bạn học sinh của nhà trường như theo yêu cầu. Bây giờ trên tay Minh Công cầm ra đây là một bình sữa đã uống hết. Và bây giờ Minh Công sẽ dùng bình sữa này cắm vào ngực của bạn Phúc. Dùng những khả năng rất đặc biệt của mình. Bơm. Hút. Đó. Rất đơn giản đấy thôi. Bơm này không phải là bơm silicone vào đâu nhá. Bơm ngon đấy. Yên tâm. Tròn trịa. Ngon lành. Nhìn cái là mê luôn. Rồi. Bây giờ mình cũng bơm hút. Đó. Rất đặc biệt. Và kính thưa các thầy cô, các bạn học sinh thân mến, các bạn chỉ chăm chú xem thôi, không cổ vũ gì cả. Các bạn muốn bạn ấy chuyển đổi thành công, hãy dành một tràng pháo tay các công viên nào. Xin chân thành cảm ơn. Một, các bạn đến từ 1 đến 10 nhá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bạn Phúc rất ngoan đứng yên để chuyển đổi. Mang xuống dưới. Và kính thưa các thầy cô, các bạn xin thân mến, qua những thủ thuật chuyển đổi, bây giờ trong ngực của bạn Phúc đã xuất hiện rất nhiều sữa. Đó. Minh Công đã bơm rất nhiều sữa từ ngực của bạn Phúc trở về chiếc bình sữa bé xíu này và đầy luôn. Ban đầu gần đầy thôi, bây giờ Minh Công đã bơm được đầy luôn. Và xin chân thành cảm ơn bạn Phúc rất nhiều và chúc bạn luôn mạnh khỏe, chăm ngoan học giỏi. Và cảm ơn bạn, bạn đã là người đàn ông thứ hai trên thế giới này sau ông thỏ có sữa. Và xin chân thành cảm ơn bạn rất nhiều. Chúc bạn thật nhiều may mắn. Và xin mời cô Hoa Sim sẽ tiếp tục chương trình. Vâng, kính thưa quý thầy cô giáo và toàn thể các em học sinh.